Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đam mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian Tác giả Nhất Thế Hoa Thường Qua phần trình bày của Sam Đừng quên like và share video Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Liệu dưỡng viện trực bà gian Tập 2 Bên sườn núi, gió thổi hưu hiu. Hư trên cao, mặt trời tỏa ra những tia nắng vàng ấm áp. Thì thoảng còn có thể nhìn thấy những đám mây trắng mềm, xốp xốp như kẹo bông đường, bay ngang qua. Tóm lại, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Cho dù là dạo phố hay đi picnic với bạn bè, thậm chí chỉ nằm phơi nắng trên ghế dựa thôi cũng đã thấy cực kỳ thoải mái. Thế nhưng, các bác sĩ, y tá ở một viện an dưỡng xa hoa nào đó lại cảm thấy gió lạnh không ngừng thổi qua mồ hôi lạnh ứa ra liên tục sau đó là tiếng trái tim vỡ vụn rồi rơi đầy đất mọi người vừa thầm rơi lệ vừa tự an ủi chính mình nếu không phải vì tiền lương cao chúng ta mới không thèm đến chỗ này chịu gió lạnh đâu tuyệt đối không có chết cũng không nhưng bây giờ tất cả đều đã chậm bởi vì hoàng thượng cao cao tại thượng vừa mới thành công xoán vị hôm nay của bọn họ cực kỳ không vui cho nên bọn họ cũng đừng nghĩ có thể sống an lành. Mọi người đều không dám thở mạnh, cực kỳ cẩn thận đưa mắt quan sát hoàng thượng vẫn đang bảo trì trầm mặc. Khuôn mặt của Long Tuấn Hạo giờ phút này không hề có chút biểu tình nào, thậm chí ngay cả gân xanh trên trán cũng biến mất, điểm tĩnh như thể không hề nghe thấy câu nói kia. Đây vốn phải là cảnh đẹp ý vui, bởi người trước mắt là tiểu thiếu gia của một tập đoàn tài chính lớn, vốn được chiều chuộng thương yêu từ bé. Làn da cậu đẹp đến mức có thể đi chụp ảnh quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da toàn thân, cộng thêm ngũ quan tinh xảo và mái tóc xoăn vô cùng mềm mại. Cho nên, khi cậu giữ im lặng thì chính là loại hình mong manh dễ vỡ, khiến người ta muốn ra sức bảo vệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta đừng tức giận. Chỉ cần cậu ta nổi giận toàn bộ viện an dưỡng liền giống như vừa bị bão quét qua cực kỳ thê thảm mà bây giờ tuy cậu vẫn chưa tỏ vẻ gì nhưng có thể cảm thấy được nhiệt độ xung quanh cậu ta lại ngày càng hạ xuống khiến mọi người đồng loạt lau mồ hôi lạnh nghĩ thầm đây gọi là gì sự an bình trước khi dông bão kéo đến sao bọn họ thật sự đoán không ra cậu ta sẽ làm gì bởi vì biểu hiện của những bệnh nhân ở đây đều không giống nhau nếu như là mỹ nhân tóc dài nhất định sẽ xem như chưa hề nghe thấy gì tiếp tục hát sướng nếu như là mặt bài tú lơ khơ sẽ có hai loại phản ứng một là kinh ngạc vui mừng hạnh phúc vuốt bụng của mình sau đó dịu dàng e thẹn nói một câu thì ra ta có rồi hai là sẽ khóc lóc ẩm mỹ muốn đi tìm kẻ phụ tình thuận tiện tuyên bố muốn bỏ cái thai. Còn đối với người giống như đã lên làm hoàng thượng này, tuy rằng đầu óc cậu ta cũng không bình thường, nhưng lại chưa từng tự xem mình như nữ nhân. Hơn nữa, tuyệt đối phản cảm chuyện người khác cho mình là nữ nhân. Cho nên, lúc mọi người đồng loạt quay sang nhìn bạn thần y Sở Kiên, vẫn đang mang vẻ mặt đầy chân thành và tận tâm kia, ánh mắt đều chứa đựng vô hạn đồng tình thậm chí còn có người mang theo chút bi thương tựa như khi nhìn thấy một người sắp qua đời biết rõ người kia sẽ chết nhưng không có cách nào ngăn cản cơ thể của long tuấn hạo bị những người xung quanh giữ chặt biến thành hình chữ đại hắn chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhàng nói được rồi đều buông ra mọi người do do dự dự nói hoàng thượng xin hãy bớt giận ngài phải bảo trọng long thể a à chấm đương nhiên phải bảo trọng long thể. Long Tuấn Hạo nhếch môi cười, chậm rãi quay đầu nhìn những người đang giữ hắn lại. Ngữ khí hòa thuận lại khiến người khác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Chấm còn phải lao lực vì đất nước, rồi thỉnh thoảng đi sủng hạnh các phi tần nơi hậu cung. Các người nói xem có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng ạ. À. Mọi người vội vàng gật đầu, lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh. Có bác sĩ dự kiến được chuyện tiếp theo thậm chí bắt đầu nháy mắt ra hiệu cho y tá của Sở Kiên dẫn cậu ta rời khỏi đây. Y tá kia nhận được ám chỉ, nhanh chóng bước lên phía trước để khuyên Sở Kiên, đồng thời dụ dỗ kéo cậu ta rời đi. Ai ngờ, lòng Tuấn Hạo lại mở miệng gọi, "Sở Kiên." Sở Thần Y vừa định rời đi, nghe vậy liền quay lại, vẫn chưa thoát ra khỏi nhân vật thần y, xoay người, thở dài nói, "Phu nhân còn có gì phân phó?" mọi người đồng loạt hít vào một hơi. Long Tuấn Hạo có thể phát hiện lực đạo đang giữ lấy hắn lại tăng thêm một chút. Biết những người này đang sợ hắn, sẽ bỗng nhiên nổi điên. Hắn cũng không thèm để ý, giống như không cảm giác được, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không nhanh, không chậm mà nói. Sở kiên, chậm lệnh người dẫn 80 vạn đại quân để trấn áp phản loạn. Thế nhưng không ngờ, ngươi lại thảm bại trở về. Chậm thật sự là hắn còn chưa dứt lời. Sở kiên đã lập tức quỳ xuống. Thần tỉnh đau đớn và tuyệt vọng nói. Hoàng thượng, tội thần đáng chết vạn lần. Sự thay đổi quá mức đột ngột, khiến tất cả mọi người ở đây hoa lệ đở ra trong nháy mắt, miệng không tự giác há ra thành hình chữ O. Đầu tiên là nhìn sở tướng quân, vẻ mặt bi thống, đang quỷ trên mặt đất. Tiếp theo mới chậm rãi, đưa mắt nhìn sang vị hoàng thượng cao quý của bọn họ lòng tuấn hạo chậm rãi dãy ra khỏi vòng kìm kẹp của những người đang đỡ ra xung quanh thở dài tiếp tục nói Chậm thật sự quá thất vọng đôi mắt đẹp không khỏi híp lại hắn vốn chỉ định thử không ngờ lại thành công cho nên mới nói muốn đối phó với những sinh vật này chỉ có thể dựa vào trí tuệ hoàng thương sử kiên dùng đầu gối tiến về phía trước vài bước nắm lấy ống quần của hắn ngẩng đầu lên ánh mắt chất chứa vạn phần thâm tình. Hoàng thương! Lòng tuấn hạo kiểm nén cảm giác muốn ra tay đánh người, chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của sở kiên, cúi người xuống. Người đối với chậm coi như cũng trung thành và tận tâm. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vậy đánh người tám mươi đại bản đi. Cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn y. Chậm cũng là không đành lòng. Sở kiên lập tức thông khoái nói. Thần cam nguyện bị phạt. Vậy được rồi. Lòng tuấn hạo thầm thở dài, lười biếng phân phó. Người tới, đem thứ kia trong tẩm cung của trẫm ra đây. Thuận tiện, mang lòng ỉ đến luôn. Nói xong, liền quay đầu nhìn một y tá vẫn đang đỡ ra bên cạnh. Ngữ khí cũng trở nên hỏa hoãn không ít. Ngoan, đi phá cho chẫm chén trà. À vâng, y tá kia ngơ ngác nhìn Long Tuấn Hạo lại nhìn sang vị tướng quân đang mang vẻ mặt tuyệt vọng đợi hành hình. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người vài lần, bỗng nhiên rất muốn ôm bọn họ mà giống. Hay là tôi giới thiệu các ngài đi Hollywood đi, được không? Tuyệt đối có thể lấy được giải Oscar cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất à? Mọi người không mất bao lâu, liền đi tìm được thứ mà Long Tuấn Hạo nói. Cư nhiên, chính là thanh đại bản, dùng để đánh người của thời cổ đại ngay cả đến băng ghế để nằm úp sấp lên cũng có. Một bác sĩ vừa tới không lâu, cảm thấy cực kỳ khó hiểu, liền đưa tay kéo áo người bên cạnh. Cậu ta, ý tôi là hoàng thượng, tại sao ngày ấy lại có thứ này? Anh nói cái này, người kia giơ tấm đại bản trên tay lên, trả lời. Là thế này, khi hoàng thượng vẫn còn là vương gia, thường xuyên kêu muốn đem người khác ra đánh bản tử. Viện trưởng nói cậu ta chính là quá chấp nhất chuyện này không bằng cứ chịu theo ý cậu ta kết quả là ngày hôm sau cha mẹ của cậu ta chính là thái thượng hoàng và hoàng thái hậu liền cho người đem tới nghe nói đều là dựa theo nguyên bản mà làm ngay cả trọng lượng cũng không hề thua kém Hỉ ra là thế vị bác sĩ nọ gật gật đầu đưa mắt nhìn về phía trước chỉ thấy sở kiên đã nằm ngay ngắn trên ghế chờ bị phạt còn long tuấn hạo thì đã ngồi trên cái ghế khắc hoa văn của mình và bắt đầu chậm rãi thưởng trà rồi. Đánh hay là không đánh? Đây là cả một vấn đề. Bọn họ nhìn Long Tuấn Hạo, thầm nghĩ. Hoàng mệnh không thể trái. Tiếp theo lại nhìn sở kiên. Bối cảnh của người này cũng không phải bọn họ có thể chọc. Lỡ như thật sự có chuyện gì, tất cả đều không dám nghĩ nữa. Long Tuấn Hạo đặt đi trà xuống, ngừng đầu đưa mắt quét một vòng. Sau đó Xách một tiếng. Đều đừng thất thần làm cái gì? Đánh đi! Vẻ mặt của sở kiên cũng là hiên ngang lẫm liệt. Đúng, đánh! Không được thủ hạ lưu tình. Tội thần cam nguyện bị phạt. Đôi mắt của Long Tuấn Hạo hơi híp lại. Đều nghe thấy được đi. Đánh cho ta! Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Dù sao cũng là cậu ta tự nguyện. Điển quyết tâm đưa đại bản lên cao. Bắt đầu đánh nhưng bọn họ cũng không dám thật sự nặng tay. Cho dù là vậy đi nữa, 80 đại bản cũng đủ cho vị tướng quân này phải nằm liệt giường vài ngày. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp khả năng diễn xuất của vị tướng quân này. Mỗi một lần đánh xuống, sở kiên đều kêu to ra tiếng. Đến mức mà có người ở đây, khi đi bệnh viện chờ vợ của mình sinh nở, một người sắp làm cha khác cũng đang ngồi ngoài phòng chờ, vừa giữ lấy trái tim yếu ớt đang đập kịch liệt, vừa khen anh thật là bình tĩnh quá người nọ lập tức nhìn ra xa trả lời thế này đã ăn nhầm gì tiếng kêu thảm hại hơn nữa tôi cũng nghe qua rồi tiếng kêu mà anh ta nói chính là của sở kiên lúc này nhờ tiếng kêu gào đầy thảm thiết này ban tặng tất cả mọi người trong viện an dưỡng đều tập trung lại trong cái sân nhỏ này đến cả mỹ nhân tóc dài cũng ngừng sướng khúc nghiêng người tựa vào tường cười tủm tỉm nhìn cảnh trước mắt Cô thần vừa trở về liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh mặc áo khoác trắng, hai tay đút trong túi áo, kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Sau đó chuyển tầm nhìn sang người toàn thân quý khí đang nhàn nhã ngồi uống trà ở trung tâm của đám đông. Cô thần hơi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Đây là có chuyện gì? Này a, à, nghe nói Sở tướng quân của chúng ta chiến bại, Hoàng thượng đang trách phạt hắn. Sở tướng quân chiến bại." Hoàng thượng Cô thần nhấn mi Không khỏi bật cười Cái gọi này bắt đầu từ lúc nào thế Người không biết ư Người nọ nói xong Quay đầu lại Vừa nhìn thấy anh liền nở nụ cười Thì ra là bác sĩ cô Cuối cùng anh cũng về nước rồi sao Đúng vậy Cô thần đáp lời Tiếp tục nhìn người đang ngồi trên ghế Tôi chỉ mới đi hơn một tháng Sao lại thành ra như vậy Nếu tôi nhớ không nhầm bệnh trạng của cậu ta lúc trước tựa hồ không giống như bây giờ. Chuyện này nói rất dài. Cô thần lặng lặng nghe, vừa muốn gật đầu nói câu, thì ra là thế, thì nghe thấy một thanh âm khác phát ra từ đằng sau. Hoa, hoa, này, đây là... Anh quay đầu lại, chỉ thấy một người vốn mang khuôn mặt bài túi lơ khơ. Chính là một bệnh nhân khác, khiến biết bao nhiêu bác sĩ y tá phải đau đầu, đang trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh phía trước sau một lúc lâu cậu ta bỗng nhiên đưa tay lên che ngực cô thần nghĩ đại khái người bệnh chịu không nổi kích thích vừa muốn gọi người khác đến đưa cậu ta về phòng bỗng nhiên lại thấy cậu ta đưa tay ôm lấy mặt sau đó có thanh âm đứt quãng truyền ra quá quá kinh khủng quá kinh khủng cuộc sống của nhân loại thật sự là không thể chấp nhận được à người ta vẫn là nên quay về biển cả tìm phụ vương đi thôi nói xong cậu ta liền quay người chạy ra khỏi hiện trường Hải tay vẫn còn bưng kín mặt cô thần ngơ ngác nhìn theo thân ảnh kia dần biến mất nơi góc tường sau đó chưa đầy vài phút đã nghe thấy tiếng thứ gì rơi xuống nước đồng thời có tiếng người hốt hoảng gọi to nhanh lên có ai không lại có bệnh nhân rơi xuống nước nữa bên này lâm tuấn hạo thỏa mãn nhìn người khác giao huấn sinh vật hắn thống hận nhất một trận rồi nhanh chóng nâng về phòng nhất thời cảm thấy cực kỳ thư sướng vẫn giữ nụ cười trên mặt hắn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng vừa chuyển mắt lại nhìn thấy cô thần đang đứng trong đám người vây xem cả người lập tức trở nên cứng đờ không phải đâu hắn rụi rụi mắt nước mắt về phía đó xong lại tiếp tục rụi mắt cuối cùng hắn do dự bước qua tướng quân là ngươi sao ngươi cũng đến đây người này không phải ai khác chính là vị tướng quân đã ra lệnh cho binh lính bắt hắn, gián tiếp hại hắn té xỉu rồi đến đây. Khuôn mặt này, dù có hóa thành cho, hắn vẫn có thể nhận ra. Được rồi, tuy rằng tuy rằng cũng là do hắn có ý đồ gây rối muốn khiến y chú ý đến hắn trước. Mọi người ở đây đồng loạt ngẩn ra, sau đó đưa mắt sang nhìn cô thần, ý tứ thể hiện rất rõ ràng. Anh cũng là tướng quân, chiến thắng hay chiến bại, nếu là chiến bại vậy cũng phải đánh bản tử ư cô thần yên lặng nhìn lại bọn họ tôi vừa mới trở về làm sao biết được cậu ta đang nói ai tất cả âm thầm nháy nháy mắt viện trưởng nói làm việc phải luôn chiều theo ý của bệnh nhân anh cứ nhận đi cô thần quay đầu nhìn long tuấn hạo dò dự một chút rồi gật đầu đúng là ta đúng là ngươi thì tốt rồi long tuấn hạo nói xong đột ngột vung quyền đánh tới mẹ nó bản vương đã thề nếu ông trời còn để bản vương gặp lại ngươi bản vương nhất định phải đánh người một trận bầm dập dù là nương ngươi cũng tuyệt đối nhận không ra ngươi chịu chết đi trong khoảnh khắc rơi xuống đại não của cô thần vẫn còn đang suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này anh cực kỳ tự tin với thần thủ của mình tuyệt đối không bao giờ có chuyện vừa bị người ta đánh một cái đã ngã lăn ra đất chỉ có điều đây lại là sự thật cho nên cô thần liền tự động tổng kết nguyên nhân anh cảm thấy lý do chính là do bản thân mình đã quá sơ xuất quá khinh địch mà ra có ai ngờ con người nhìn qua có vẻ nhu nhược yếu đuối kia lại có khí lực lớn đến nhường này ấn tượng về con người này trong trí nhớ của anh vẫn còn dừng lại ở hơn một tháng trước nên chẳng thể nào đoán được cậu ta lại trở nên bạo lực như vậy hơn nữa khi hỏi anh trong đáy mắt vị hoàng thượng ấy rõ ràng còn mang theo thứ cảm xúc mơ hồ nào đó khiến anh cảm thấy hình như cậu ta có tình cảm đặc biệt với mình thế nên càng không tưởng tượng được ngay sau đấy người này bỗng nhiên nổi điên đánh tới huống chi huống chi nếu xét đến tình huống xấu nhất với cái danh tướng quân bỗng dưng mà có này đại bại trở về lòng nhàn thịnh nộ thì chỉ cần gọi người lô ra chém là được Cần gì hoàng thượng phải đích thân động thủ à? Đúng không? Cho nên, tóm lại, dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố không có khả năng như vậy. Biểu tình trên mặt anh trong suốt quá trình ngã, bẹp xuống đất là trố mắt ra. Thế nhưng, anh chịu kinh hách kia không có nghĩa là Long Tuấn Hạo sẽ thu tay lại. Hiện giờ, phong nền phía sau người vừa xoắn ngôi hoàng thượng này là cảnh lửa cháy hừng hực. Hai mắt tuế lửa nhìn chằm chằm vào anh. Bộ dạng như thể anh đang thiếu tiền cậu ta chia trả. Sau đó, cậu ta bổ nhào lên người anh, vùng nắm tay lên, định tiếp tục đánh. Các bác sĩ cùng y tá xung quanh vội vàng chạy tới ngăn cản, vừa để Lăng Tuấn hạo lại, vừa không ngừng khuyên bảo. Cô thần nằm trên mặt đất, lặng lặng lắng nghe bọn họ xíu rít. Từ hoàng thượng bất giận, cô tướng quân dù sao cũng là trọng thần trong chiều. Cô tướng quân lúc nào cũng trung thành và tận tâm với hoàng thượng. Đến hiện giờ cô phủ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu. Bốn đời cô gia đều chấn thủ phương Bắc, tinh trung báo quốc. Cô gia một nhà trung liệt, thì chính anh cũng không nhịn nổi, phải rút rút khóe miệng, trong lòng nói. Mấy người căn bản muốn nói đến Dương tướng quân, chứ nào phải cô tướng quân, có đúng không? Đừng tưởng là tôi không biết mấy người đang nói đến Dương gia tướng. Dương gia tướng, tiếng tôn sưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Hiệp thời Bắc Tống. Gia tộc của ông đã cống hiến cho nhà Tống hầu hết các thành viên của gia đình, bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lấn của các bộ tộc phương Bắc. Dòng họ Dương gia tướng được nhắc đến trong rất nhiều tác phẩm văn học, truyện tranh, điện ảnh, như một gia tộc có truyền thống trung nghĩa. Lòng Tuấn Hạo vừa đánh xong một quyền kia, trong lòng cũng thoải mái không ít. Mà hiện tại cậu cũng không thể cử động để ra tay thêm lần nữa. Biển chậm rãi, thù lại nửa giận, cúi đầu nhìn người đang nằm bẹp trên mặt đất. Người này tóc ngắn, làn da cũng trắng hơn trước rất nhiều, khuôn mặt tuấn nhã, cùng ngũ quan đoan chính. Trong mắt thiếu đi một chút uy nghiêm, so với trước kia càng có vẻ ôn nhu, cũng càng mê người hơn. Cô thần cảm nhận được ánh mắt của Long Tuấn Hạo nên cũng dương mắt lên nhìn. Cổ áo của cậu vì động tác vừa nãy nên hơi mở rộng một chút, lộ ra làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng, khiến người khác không nhìn được, nghĩ thử vươn tay sờ một chút. Đầu cúi thấp khiến cho mấy sợi tóc khẽ rũ xuống chắn Từ góc độ của anh, còn có thể thấy được trên mái tóc mềm mại của cậu như được phủ một tầng sáng ấm áp của ánh mặt trời ban trưa. Ánh nhìn đặc biệt chuyên chú khiến cho cả người đều có vẻ an tĩnh lại. Lúc này, nhìn thấy anh đang nhìn mình, tiền bắt đầu cười rộ lên khuôn mặt của Long Tuấn Hạo vốn đã tinh xảo, hiện giờ cười rộ lên, lại càng dễ câu đi hồn phách của người khác. Cổ thần không nhịn được, mà ngừng thở. Chỉ nghe cậu cười nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói. Thôi, từ khi đến đây, bản vương đã suy nghĩ cẩn thận. Có gì thì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, việc gì phải khiến cho mọi thứ phức tạp lên. Cô thần vẫn ngây ngốc, nhìn nụ cười nhẹ của Long Tuấn Hạo. Thật lâu về sau, anh vẫn thường xuyên nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Người này quần áo sộc giật, bị một đám y tá bác sĩ đè xuống. Tình trạng quả thật không thể nói là tốt lắm, lại chẳng hề để ý. Cúi đầu mỉm cười nói chuyện với anh. Khí tức trầm ổn, cao quý từ người cậu, khiến cho toàn bộ những tiếng ồn ào xung quanh đều như lắng động lại. Tướng quân, bản vương có chuyện cần nói với ngươi. Hơn nữa, bản vương rất nghiêm túc. Lòng Tuấn Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh. Chậm chậm, nói rõ từng chữ, từng chữ một, như là sợ anh không nghe được. Ta thích tướng quân, đã thích từ rất lâu về trước. Ta muốn được cùng tướng quân sống bên nhau mãi mãi. Nửa câu sau, cậu chuyển sang xưng hô ta. Rất rõ ràng, lại cực kỳ nghiêm túc. Cô thần vẫn còn đang thất thần, sau đó rơi vào trạng thái còn ngu ngốc hơn lúc nãy. Tiếp nữa thì anh cảm thấy thân thể mình đang từ từ cứng lại sau đó từng tấc từng tấc vỡ vụn thành mảnh nhỏ bay theo làn gió qua thật lâu sau mới mở miệng hỏi hả một mảnh im lặng bao trùm bốn phía tiếp theo tất cả bác sĩ cùng y tá đều đồng loạt buông lỏng cánh tay đang đè long tuấn hạo ra rồi đồng loạt lùi về phía sau một bước dài trầm mặc nhìn hai người trên mặt mang theo vẻ suy tư cùng bừng tỉnh đại ngộ thì ra quan hệ giữa hai người là thế này sao? Thì ra chức vị tướng quân của anh là dựa vào nhan sắc chứ không phải là năng lực ư. Nói thế thì anh chính là thị tẩm tướng quân, phải không? Họa loạn cung đình à? Tôi nói à, chẳng lẽ vương gia cũng bởi vì anh bỏ cậu ấy đi nên mới quyết định xoán vị đó sao? Cậu ấy đánh anh là tại anh, tại anh, bỏ cậu ấy đi kết hôn có đúng không trên trán cô thần cơ hồ nổi lên một sợi cân xanh chừng mắt nhìn bọn họ đầy tức giận mấy người cũng biết tôi vô tội mà đúng không mấy người hẳn là biết tôi vừa mới trở về mấy người đều là bác sĩ chứ có phải bệnh nhân đâu đầu óc đều rất tỉnh táo có đúng không đúng không lòng tuấn hạo thấy anh không trả lời thử gọi một tiếng tướng quân cô thần rốt cuộc cũng quay sang nhìn cậu vội ho khan một tiếng hoàng thượng ngài có thể di giá khỏi bụng của vi thần trước không người gọi ta là gì lòng tuấn hạo khẽ cau mày hắn từng soi gương qua khuôn mặt này của hắn không có gì khác biệt so với trước đây người này cho dù không biết hắn là vương gia cũng sẽ gọi hắn là ác ôn như trước rốt cuộc người có biết ta là ai không cô thần có chút do dự nghĩ thầm nếu như anh lắc đầu, liệu có bị người này lôi ra chơi đùa đánh đập nữa không? Không, dù có bị đánh thật cũng chẳng sao. Nhưng nếu như cậu ta bị chuyện này kích thích, khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn thì cực kỳ không tốt. Anh đành nhìn người phía trên, gật đầu vô cùng thành khẩn. Vậy sao ngươi lại gọi ta là hoàng thượng? Lúc trước, ngươi rõ ràng không gọi ta như thế. Trước kia, ngươi đối xử với ta vô cùng tàn tệ, còn muốn bắt ta ném vào đại lao. Chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Cô thần khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm. Ta thật sự không biết ngươi đang nói trước kia là lúc nào à? Trước khi ra nước ngoài, ta cũng chưa từng nói chuyện với ngài. Kỳ thật, chúng ta cũng không tính là người quen biết à? Nhất định là ngài nhận nhầm người rồi. Nhất định là lầm rồi. Cô thần ngước nhìn người xung quanh, cầu cứu. Tiếc là những người đó tiếp tục yên lặng nháy mắt với anh. Viện trưởng nói, Mọi việc phải Anh đành ngậm ngùi quay lại Ho một tiếng Thành khẩn nhìn Long Tuấn Hạ Kỳ thực Ta mất trí nhớ Mọi người đồng loạt vỗ đùi Hay Long Tuấn hạo giật mình Người mất trí nhớ Cô thần gật gật đầu Không đúng Long Tuấn Hạ nhíu mày Nếu như người mất trí nhớ thật Thì vì sao vừa rồi Ta hỏi ngươi có phải tướng quân hay không Thì ngươi lại gật đầu Hơn nữa lúc ta hỏi ngươi có biết ta là ai hay không, ngươi cũng gật đầu. cô thần yên lặng nhìn sang các bác sĩ đang đứng chung quanh. bộ bệnh nhân bình thường đều có thể suy luận logic như vậy sao? thật ra, cậu ta không hề bị bệnh đúng không? mọi người tiếp tục ngửa mặt nhìn trời. cô thần nhận mệnh, quay đầu lại. không, ta mơ hồ nhớ rõ, ta là tướng quân. trừ việc đó ra, ta chỉ nhớ rõ. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào người đang ngồi phía trên mình. Chỉ nhớ rõ khuôn mặt của ngươi. Mọi người lại vỗ đùi. Càng hay. Lòng tuần hạo lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ tướng quân vì truy bắt hắn mà đuổi luôn đến đây rồi sao? Hắn hốt hoảng giật mình, đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Kỳ thật, hắn là người rất nhát gan. Nhất là mỗi lần đối mặt với vị tướng quân này. Cô khí thức uy nghiêm toát ra từ người y, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hướng chi ấn tượng mà hắn để lại cho y Thật sự là Hắn sợ Sợ một ngày kia Người này sẽ đột nhiên nhớ ra Khi đó hắn cần phải làm gì đây Hắn hoảng hốt đi lại chung quanh phòng ngủ Một y tá chạy theo đến nơi thấy thế cẩn thận tiến đến dò hỏi Hoàng thượng Ngài có khỏe không Ta hỏi ngươi Lòng tuyển hạ bắt ngay lấy tay cô ta một người phải làm sao mới có thể nhớ đến những chuyện trước đây cô y tá này cũng nằm trong đám người bay xe ngoài kia nghe câu hỏi vậy liền an ủi chỉ cần nhìn thấy người trọng yếu nhất của mình là có thể nhớ ra hoàng thượng ngài cứ yên tâm bổn vương chính là không muốn hắn nhớ lại à lòng tuấn hạo không có cốt khí hấp hấp mũi tiếp tục hỏi thế thế phải làm sao mới có thể khiến một người mất đi trí nhớ mất trí nhớ cô y tá nghĩ nghĩ bình thường vì nếu như đầu bị chấn thương nặng thì có thể mất trí nhớ đầu bị chấn thương nặng đầu bị chấn thương nặng trong lòng long tuấn hạo lặp đi lặp lại cụm từ này đột nhiên vừa ngẩng đầu lên biển thấy ngay chiếc bản tử đang dùng để đánh người để ở góc phòng hắn nhất thời do dự nếu như lấy thứ này đập vào đầu tướng quân hắn sẽ lại mất trí nhớ sao người y tá bày ra bộ dáng ngây thơ nghiêng đầu nhìn hắn hoàng thượng lòng tuấn hạo đột nhiên hoàn hồn hít sâu một hơi lấy thêm can đảm cầm lấy bản tử xông thẳng ra ngoài y tá miệng há hốc hình chữ o thật lâu sau mới giật mình thét lên vội vàng chạy theo từ từ hoàng thượng ngài muốn làm gì à ngài bớt giận à bên này cô thần cuối cùng cũng được người kéo lên khỏi mặt đất bác sĩ cô anh vẫn ổn chứ không có chuyện gì cô thuần kinh ngạc nhìn về phía xa xa vì sao cậu ta lại chạy thế mọi người đồng thanh đáp không biết có thể là cảm động đến bật khóc chăng hả cho nên nói vẫn là bác sĩ cô lợi hại đúng thế à bác sĩ cô thật là thông minh thật là điềm tĩnh bác sĩ cô không hổ danh là bác sĩ nổi tiếng cô thuần khiêm tốn mỉm cười quá khen quá khen anh vừa nói xong câu đó liền thấy mấy người đứng trước mặt bỗng nhiên đông cứng người đồng tử loạn chuyển không ngừng trong lòng nhất thời có sự cảm không tốt cứng ngắc quay đầu lại chỉ thấy người vừa vội vã chạy đi đang phóng như bay về không chỉ thế trên tay cậu ta còn cầm theo một thứ nhìn vô cùng quen mắt vẻ mặt cực kỳ kiên định cô thần nói bệnh nhân tâm thần giết người thì không tính là phạm pháp đúng không đúng thế mọi người yên lặng gật đầu cô thần lại nói chẳng lẽ mọi người không sử dụng biện pháp bảo vệ nào sao à mọi người nhìn phía xa viện trưởng nói mọi chuyện cần phải lấy cô thần quay đầu bước đi tôi muốn từ chức tướng quân lúc này long tuấn hạo liền chạy nhanh đến chắn ngay trước mặt anh cậu nhìn gương mặt quen thuộc này do dự một lúc sau rốt cuộc quyết định mở miệng vùng bản tử lên tướng quân ngươi ngươi có thể để bản vương dùng thứ này đánh ngươi một cái không cô thần nhìn độ dày của bản tử người bình thường nhất định sẽ không đồng ý đúng không lòng tuấn hạo cứng lại trong một giây sau đó chớp mắt đẩy vô tội nói ta đây là muốn giúp ngươi khôi phục trí nhớ à thật à thì ra là thế cô thần nhìn ra phía xa chấp nhất của người này đối với anh không phải ở mức độ bình thường à lòng tuấn hạo vừa thấy đại sự sắp sửa hoàn thành hai mắt liền sáng rực còn chưa kịp mở miệng liền thấy người trước mặt bỗng nhiên thành khẩn nhìn hắn vô cùng bi thống cất lời thật ra ta không phải là tướng quân ta cũng không mất trí nhớ cho nên càng thêm không cần khôi phục trí nhớ ngài thật sự đã nhận nhầm người rồi mong ngài hãy tha cho ta đi long tuấn hạ vứt bản tử xuống thảm ủ rũ ngã bẹp xuống giường gùi mặt vào chiếc gối mềm mại lúc này phía sau văng lên tiếng mở cửa rất nhỏ cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy cô thần đang đứng đó, cười hiền lành với mình. Lòng Tuấn Hạo nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc kia một lúc, rồi lại trở về tư thế cũ. Khuôn mặt tươi cười đầy hòa ái của mình chẳng mang lại chút tác dụng nào, khiến biểu tình của cô thần trở nên cứng ngắc. Anh cảm thấy, hình như việc này có liên quan vô cùng mật thiết tới con mắt đang xanh tím. Bèn lập tức điều chỉnh lại tâm tình, đút hai tay vào túi áo blue trắng, thong thả bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ cười này tôi thật sự không cố ý lừa gạt cậu đâu lòng tuấn hạo tiếp tục vùi đầu vào gối chẳng buồn để ý đến anh cô thần vừa cười vừa gọi này một tiếng nữa thì nghe thấy âm thanh dầu dĩ phát ra từ trên giường ngươi lừa gạt tình cảm của ta khoái miệng cô thần co rút lại nghe người kia dầu dĩ nói tiếp ta không giống ngươi ngươi là tướng môn hổ tử con cái tướng gia đời đời tài giỏi còn ta từ nhỏ thân thể đã không tốt dù đã đến tuổi xuất quân kiến phủ hoàng tử đến tuổi ra ở phủ riêng mẫu hậu và hoàng huynh vẫn cứ xem ta như hải tử giữ lại trong cung trước kia ngươi tưởng cứu ta nhưng ngươi đã sớm quên ta ta thích ngươi đã lâu rồi nhưng vẫn không dám nói với ngươi cho đến khi đến khi nghe mọi người nói ngươi phải ra biên quan đánh giặc liền đến cầu mẫu hậu cho ta ra ngoài rốt cuộc lại dùng biện pháp ngu xuẩn. Cô thần lặng lặng nghe, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cậu. Không phải ta cố ý đùa giỡn cô nương ấy, nhưng lại không biết phải nói với người thế nào. Đến khi tỉnh lại thì đã đến cái nơi quỷ quái này mất rồi. Lúc ta mới nhìn thấy ngươi, thật sự rất rất vui. Thế nhưng ngươi lại bảo ngươi không phải tướng quân. Cô thần thầm thở dài. Thì ra bệnh tình của cậu ta đã nghiêm trọng đến mức này ngay cả nội dung của toàn bộ vở kịch đều đã nghĩ đầy đủ. Rốt cuộc là cậu ta điên thật hay điên giả đây? Thế, anh nghĩ nghĩ. Nếu không, cậu cứ xem tôi như tướng quân đi. Lòng Tuấn Hạo buồn bực khử một tiếng. Người không phải hắn, người còn lừa ta, không ai dám gạt ta. Cô thần lại nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng đề nghị. Có cần đánh bản tử không? Lòng Tuấn Hạo lại hử một tiếng, dầu dĩ không nói tiếng nào. Cô thần đợi một lúc, cúi đầu nhìn người đang nằm úp sấp trên giường. Rồi cuộc vẫn không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Hai mắt nhất thời híp lại thích thú. Số cảm thật tốt. Anh lại nhìn nhìn vùng da trắng nõn, lộ ra sau cổ áo. Rồi ngón tay ra, sờ sờ. Tiếp tục cảm thán trong lòng. Con nhà giàu có khác, da rẻ được bảo dưỡng tốt ghê. Anh không kiểm được hết. Sờ sờ lại vuốt vuốt một hồi. Sau đó rất nhanh phát hiện lửa giận của người vốn đang nằm in lặng trên giường ngày càng bốc cao nếu như đây là trong phim hoạt hình thì lúc này trên đầu cậu ấy nhất định nổi đầy gân xanh hình chữ thập anh đành từ từ rút tay về cùng lúc đó lòng tuấn hạo tức giận xoay người ngồi bật dậy viện dân đầu của bản vương là nơi ngươi muốn sờ là sờ sao vốn dĩ từ khi lăng tuấn hạo xuyên qua đến sở luôn mang trên mình phong phạm hoàng gia thân phận tôn quý, không ai dám mạo phạm. Lúc này, đương nhiên cảm thấy vô cùng bất mãn, liền giận dữ ngồi dậy xem ai dám can đảm coi rẻ người có quyền uy nhất là mình. Nhưng khi gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt, lửa giận liền giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mà tắt ngấm. Cậu theo bản năng, hít hít mũi, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, cùng không cam lòng. Cổ thần thu tay lại, lùi về phía sau vài bước, tránh cho người này bỗng nhiên bạo tẩu đánh người. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, anh liền manh, khẽ cười, rồi nghiêng người, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của ai kia. Trước đây, tại sao tôi lại không phát hiện cậu đáng yêu như thế nhỉ? Long Tuấn Hạo nhìn gương mặt quen thuộc kia, đang ngày càng phóng đại, tạm thời không so đo tội nhéo mặt vương gia của anh nữa. Cắn mồ nghĩ, cỗ thân thể này trước kia như thế nào? Cả ngày tự ra mình trong phòng, không nói một câu, luôn lo sợ cảnh giác với bất cứ thứ gì tới gần giống như là cô thần nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu từ từ nói tựa như đang sợ hãi hay tránh né cái gì long tuấn hạo kinh ngạc sợ cái gì cô thần bình tĩnh nhìn cậu một lát cười cười buông lỏng tay này ai biết được long tuấn hạo xoa xoa khuôn mặt bị nhào đến đau vừa rồi hắn đột nhiên thấy khí chất người trước mắt dường như thay đổi nhưng hắn cũng không biết là thay đổi chỗ nào đang vô cùng ngạc nhiên thì ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào của một y tá. Khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cửa có sứ thần xin ý kiến, muốn tiến cống Transformers. Transformers. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, thời các báo thủ rốt cuộc đã tới, hắn muốn tiêu diệt hết những người này. Hắn chỉnh trang lại quần áo, rồi ngồi lại bên giường, khụ một tiếng, trầm giọng nói. yên. "Vâng." Vừa dứt lời, thì thấy một nam nhân mặc quần áo công nhân tiến vào trong tay ôm một cái hộp lớn anh ta nhìn nhìn long tuấn hạo vừa rồi ở ngoài cửa anh đã được nghe qua một chút về tình hình của người này biết được cậu ta tính khí táo bạo liền đem hộp đặt trên thảm rồi lướt nhìn cậu cẩn thận nói thỉnh hoàng thượng xem qua Long tuấn hạo kinh ngạc nhìn chiếc thùng nghĩ thầm rằng tại sao nó nhỏ dữ vậy chẳng lẽ bên trong còn có huyền cơ gì sao cậu nhảy từ trên giường xuống tùy ý phất phất tay ném ra câu ban thưởng liền cho nam nhân kia lui ra ngoài người nọ thật cao hứng đi ra ngoài sau đó giữ cô y tá bên cạnh lại hỏi cậu ta nói ban thưởng hoàng thượng nói có thưởng phần thưởng là gì vậy cô y tá này bình tĩnh nhìn anh ta đẩy đẩy kính mắt ý hoàng thượng chính là anh có thể an toàn rời khỏi đây đừng có không cam lòng như thế tính tình hoàng thượng thật sự không tốt cậu ta còn mới vừa đánh một người tám mươi bản tử cô y tá này nói xong duỗi ngón tay ngọc ngà ra chỉ chỉ không tin anh có thể đi xem sở tướng quân bây giờ vẫn đang nằm trên giường kêu khóc người nọ cho do dự sự, sự đi ra mở cửa nhìn xem thì thấy một người đang nằm úp sấp trên giường lớn nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc vô cùng thê thảm thần có tội a à, thần có tội Thần cầu xin Hoàng thượng cho phép được cầm binh trinh phạt. Phản quân lần nữa, bù cho hổ thẹn ngày trước. Trọng trấn hùng phong. Anh ta run lên, ngội vàng rụt đầu về. Lúc đang rời đi thì thấy một đám người đang mang một người toàn thân ướt đẫm chạy vội qua. Người được mang còn không ngừng nói. Người ta, người ta không muốn ở trên mặt đất liền nữa. Nhân loại thật sự quá kinh khủng, quá kinh khủng. Các người hãy thả người ta ra đi, thả ra cổ anh ta cứng ngắc, xoay theo hướng bọn họ đi. Tiếng cô y tá lúc nãy nhẹ nhàng vang lên sau tai. Thấy rồi chứ, người này cũng là bị khí thế của hoàng thượng dọa cho sợ hãi để biến thành như vậy. Người nọ lại run lên, nằm lấy trái tim yếu ớt tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Kia, tôi đây... Cho nên, nói vận khí của anh cũng không tệ lắm. Đúng đúng, người nọ cấp tốc gật đầu, vội vàng chạy như điên ra khỏi viện an dưỡng, để lại một vệt khói bụi thật dài phía sau. Cô y tá nhìn theo, gật gật đầu nghĩ. Người này về sau sợ sẽ không dám tới đây nữa. Bên này, Long Tuấn Hạo sau khi mất sức của chín châu hai hộ mới mở được cái hộp kia, lấy đồ vật bên trong ra. Này, hắn đi bước vòng một quanh trên pho mờ. Một vòng, nghĩ thứ này mặc dù giống nhưng sao vẫn thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn xoa xoa cầm, rồi đột nhiên đứng lại tay chỉ ra ngoài phòng hụ, vinh báo phân phó với chuyên tiến lên hủy nơi này đi cho bản vương im lặng long tuấn hạo nhẹ nhàng cau mày quả nhiên vẫn cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào hắn suy tư một chút chợt cúi người thấp giọng hỏi vì sao ngươi không đi ngoan nghe lời chỉ cần ngươi hủy nơi này đi cái gì ta cũng có thể cho ngươi được không cổ thần luôn luôn đứng bên cạnh nhìn giờ phút này thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ, vội ho nhẹ một tiếng. Kia, cậu thích Transformers. Tôi cũng rất thích, mô hình này làm rất khá, là đồ tốt. Lòng Tuấn Hạo dại ra, quay đầu lại nhìn anh. Sau một lúc lâu mới mở miệng một cách tội nghiệp, thanh âm mơ hồ có chút nghẹn ngào. Mô hình. Bộ dáng cậu lúc này thật sự rất đáng thương. Cô thần không chịu được, lập tức gật đầu. Lòng Tuấn Hạo hít hít mũi. Vậy, vậy transformers thật ở đâu cô thần ngơ ngác một lát rốt cuộc thì anh phải trả lời như thế nào theo như anh thấy thì người này sợ sẽ không thể chịu nổi thêm đả kích nếu ăn ngay nói thật không biết sẽ gây ra kết quả gì dù sao anh cũng đang là bác sĩ mà sau này nghề nghiệp chính cũng là bác sĩ hẳn là cần phải có điểm y đức mới được lòng tống hạo thật thông minh nhìn nhìn bộ dáng trầm mặc của anh lại nhìn nhìn mô hình trên mặt đất nhất thời khóc không ra nước mắt trên đời này không có transformers có phải không hắn đã nói rồi mà từ lợi hại như vậy làm sao có thể tồn tại cô thần không khỏi đưa tay xoa xoa đầu cậu không nghĩ người này lại có thể thích transformers đến vậy anh an ủi không sao cậu còn có mô hình mà đổ thật quá lớn cũng quá nguy hiểm mô hình vẫn tốt hơn ai nói thế Lòng Tuấn Hạo khoanh tay trước ngực, hất cằm nói. Bản vương còn muốn dùng nó để hủy diệt cái viện an dưỡng này mà. Khóe miệng cô thần lại co rút. Cậu rút cuộc, hận viện an dưỡng này đến mức nào? Hận đến mức muốn dùng Transformers để hủy nó. Lòng Tuấn Hạo không để ý tới phản ứng của cô thần, bởi vì hắn rút cuộc hiểu vì sao cha mẹ của cô thân thể này lại bỏ mặc hắn ở đây. Thì ra bọn họ cho rằng bệnh của hắn chưa hết. Hắn hậm hực ngồi xuống giường. Xem ra hắn cần phải tích lũy một chút tri thức của nơi này. Như vậy lần sau, hắn sẽ có thể thành công thuyết phục cha mẹ của cỗ thân thể này mang hắn đi. Cô thần thấy cậu tức giận, cười cười đi qua. Hoàng thượng, nếu không có việc gì, vi thần xin cáo lui. Anh nói xong, quay người bước đi. Lòng tuấn hạo vội vàng gọi lại. Đợi một chút, ngươi... Nhìn gương mặt quen thuộc này, do dự một chút rồi hỏi. Ngươi tên gì? Cô thần Cô thần thì thấy người trên giường khá to miệng Anh kinh ngạc hỏi Có vấn đề gì sao? Có Long Tuấn Hạo chỉ chỉ chính mình Ta là Long Tuấn Hạo Tôi biết Không không Long Tuấn Hạo lắc đầu Ý của ta muốn nói là Ta lúc trước cũng đã tên là Long Tuấn Hạo Sau này cũng là Long Tuấn Hạo Mà tên của tướng quân cũng là cô thần Người cũng gọi là cô thần Người hiểu ý của ta không? thế không phải là vô nghĩa sao cậu không gọi là long tuấn hạo thì gọi là gì cô thần không nói gì anh từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát người này rốt cuộc vẫn phải kết luận không lẽ người này thật sự điên rồi sao long tuấn hạo chờ mong nhìn anh hiểu không cho nên ý của ngươi là muốn nói tôi chính là tướng quân cô thần theo bản năng nhìn cây bản tử trên mặt thảm không phải người này còn muốn đánh anh đấy chứ sự chấp nhất của anh ta với tướng quân rốt cuộc sâu đậm đến mức nào. Lòng tuần hạo nghĩ nghĩ, rồi chợt nhíu mày. Nhưng người không phải hắn. Cô thần gật đầu không nói, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Lòng tuần hạo nhụt chí nói. Quên đi. Người đi đi. Đúng rồi. Người ngươi phụ trách là ai? Bác sĩ và y tá ở viện an dưỡng này có rất nhiều, nhưng mỗi người đều chỉ chuyên môn phụ trách một bệnh nhân. Cho nên mặc dù đều là y tá Nhưng phụ trách mỹ nhân tóc dài thoải mái hơn rất nhiều Mà phụ trách sở kiên sẽ mệt hơn rất nhiều Bởi vì mức độ phát tác bệnh của hai người này không giống nhau Cô thần cười nhìn hắn Cậu Bé lỏng long tuấn hạo run lên Nhưng thật ra lại cảm thấy yên tâm rất nhiều Hắn nhìn nhìn Khuôn mặt kia Dòng suy nghĩ bay xa đến nơi nào đó Đột nhiên hỏi Người thích ta không? cô thần đối diện với cậu. Nếu nói người này đang nhìn anh, chẳng bằng nói cậu ta thông qua anh để nhìn một người khác. Lòng Tuấn Hạo đột nhiên hoàn hồn, thầm nghĩ, mình thật sự bị ma chướng rồi. Hắn nhìn bộ dạng trầm lặng trước mặt, hỏi một cách thấu hiểu. Không thích đúng không? Cô thần do dự, khẽ ừ. Lòng Tuấn Hạo cười cảm thán một tiếng. May là ngươi không phải tướng quân. Cho nên, người cự tuyệt ta không phải là hắn. Cô thần rũ mắt nhìn cậu. Người này khi cười rộ lên sẽ tạo cho người khác cảm giác hoa lệ. Nhưng lần này, trong sự hoa lệ ấy lại mang theo một tia cảm xúc khác. Tuy rằng rất nhạt, nhưng lại thành công khiến anh vứt đi ý niệm trong đầu, tiếp tục bảo trì im lặng. Sau đó chợt nhớ đến một câu chuyện cười. Bệnh nhân nữ nói, Bác sĩ Lam, anh có yêu em không? Bác sĩ Lam trầm tư một hồi lâu, vì không muốn đả kích bệnh nhân tránh cho bệnh tình chuyển biến xấu bèn nói quan hệ của chúng ta là bác sĩ cùng bệnh nhân bởi vì em bị bệnh cho nên anh phải chăm sóc chiều cố thật tốt cho em vì không tạo đả kích cho người bệnh sau khi giải thích vòng vo một hồi bác sĩ lâm rốt cuộc cũng nói xong bệnh nhân nữ tiếp bác sĩ lâm ý của anh là anh không yêu em bác sĩ lâm có nỗi khổ mà không thể nói ừ bệnh nhân nữ Thật may quá, người em yêu chính là bác sĩ Trần. Anh không khỏi bật cười. Cô thần chậm rãi đi qua. Tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười để cậu phổ cập tri thức, tránh cho sau này mắc phải sai lầm giống vậy. Hả? Cứ nghe là được. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo